Hello, đã quay trở lại rồi đây. Trong video clip này, chúng ta tiếp tục vào phần 3 của phân tích hệ thống System Analysis. Tip của ngày hôm nay đó là sự logic là yếu tố hàng đầu khi phân tích hệ thống. Mình đã nói rất là nhiều lần đó là chúng ta hệ thống, chúng ta sẽ nói tới toán học. Thì nó tới toán học, chúng ta sẽ phải có rất là logic. Và việc mà chúng ta có cái thứ tự lớp lan logic rõ ràng thì sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng mà chúng ta mô tả hệ thống. Và cũng như là cái hệ thống nó sẽ được đảm bảo được cái sự uh, thứ tự của nó, nó đảm bảo chạy một cách trơn trung. Đó là cái quan trọng nhất khi mà chúng ta làm về phân tích hệ thống. Trong video web này chúng ta sẽ nói về Activity Diagram Activity Diagram là một trong các cái sơ đồ để mà thể hiện cái luồng trên hệ thống Nó thể hiện cái hoạt động của một cái hệ thống mà cũng như là nó thể hiện cái quy trình sự kết hợp trình tự giữa các cái Activity, giữa các cái Task, giữa các cái hoạt động uh, trong một cái Use Case Trong một cái Use Case thì các bạn thấy là đây là một cái mối quan hệ giữa Activity Diagram và Use Case Diagram Activity Diagram đó là thể hiện những cái TBT trong một cái Use Case Dùng Activity Diagram khi nào? chúng ta dùng activity diagram khi mà chúng ta muốn thể hiện luồng trên hệ thống này chúng ta muốn thể hiện cái sự phối hợp giữa các cái hệ thống và các cái đối tượng khác nhau chúng ta muốn thể hiện những cái chi tiết giữa các cái chức năng toán cũng như là đây là một cái công cụ để mà có thể giúp cho chúng ta chuyển đổi cái business process cho lên cái hệ thống nói về activity diagram thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái bộ ký hiệu thì thật ra một phần nào đó thì các bạn thấy là cái activity diagram nó cũng khá là tương tự cái business process thôi và các bạn vẽ được business process rồi thì các bạn cũng là dễ dàng khi mà các bạn vẽ về activity diagram nói về bộ ký hiệu thì chúng ta sẽ có các cái bộ ký hiệu các cái ký hiệu sau đầu tiên là cái ký hiệu bắt đầu một cái vòng tròn cái thứ hai là activity cái thứ ba là action thì activity nó khác gì cái action à, activity thì nó thể hiện những cái hoạt động của trong cái quá trình Ví dụ các bạn cờ cái một cái quy trình một cái gì đó nó cần các bước các bước bước nào thì nó sẽ nói về activity còn action thì nó sẽ nói tới những cái hành động mà nó mang tính là phù mang tính là sub process Control Flow những cái mũi tên, Object Flow trong thực tế là vẽ hầu như là chúng ta chỉ sử dụng cái mũi tên với nét liền thôi còn cái mũi tên mũi nét đứt thì nó sẽ hầu như cũng không có nhiều và hầu như cũng rất là ít ai sử dụng một cái ký hiệu này cái vòng tròn hay những chéo là cái hiệu kết thúc và các bạn có thể vẽ cái ký hiệu mà hai vòng tròn với dấu chéo này hoặc là các bạn có thể lấy cái vòng tròn mà bắt đầu chúng ta vẽ thêm một cái vòng viền ở ngoài nữa thì nó cũng là thể hiện cái dấu hiệu kết thúc decision node hay là merge node thì ở đây nó đều là hình thoi hết thì decision hay merge thì thật ra nó cũng chỉ là một cái hiểu cái đơn giản là ở đó nó sẽ chia làm nhiều nhánh thì các bạn hiểu là decision node hay merge node gì khi mà chúng ta ở một cái điểm đó chúng ta có nhiều hướng đi nè hoặc là chúng ta có nhiều được gộp lại á và merge Uh, Fox và Merge này khác nhau cái gì. Fox là các bạn thấy là ở những cái luồng nó đi tới rồi sau đó sẽ có những cái một hai hay nhiều luồng khác sẽ đi tiếp và Merge tức là nó được um, hai hay nhiều luồng đi nó sẽ được gom lại thành một luồng đi. Uh, signal sending cái tín hiệu được gửi signal receipt cái dấu hiệu mà giống như thông báo là đã được nhận. Note hay là comment tức là những trong quá trình mà các bạn làm thì các bạn có cần phải note ghi chú hay là có phản hồi hay gì đó thì các bạn ghi rõ ở trong quá trình các bạn vẽ vời diagram. Nói tới cái việc trình bày activity diagram nó sẽ khó khác biệt so với BPMN hoặc là business process nói chung. Về mặt business process các bạn hay nghe những khái niệm về mặt swimland về mặt pool. Đối với activity diagram thì nó chỉ có swimland thôi chứ nó sẽ không có pool, nó không có chia ra làm nhiều pool. Các bạn thấy ở trên chúng ta nói về những cái actor thì actor ở đây nó có thể là một người một máy hệ thống một máy móc hoặc là một cái đối tượng nào đó. và các bạn nên hiểu ở đây chúng ta chỉ nói tới cái khái niệm con người ấy, khi mà trình bày actor nó nói tới con người nó tới này kia thì bản chất đó là một cái sự kích hoạt. chúng ta sẽ không mô tả cái vấn đề gì mà chúng ta mô tả cuộc ở ngoài đời con người thao tác gì hết á. chúng ta không quan tâm những chuyện đó chúng ta chỉ quan tâm là nó là uh, con người nó kích hoạt cái gì vào cái hệ thống con người đóng đối với các bạn mô tả system cái quan trọng nhất là các bạn thấy là chúng ta chỉ mô tả con người ở góc độ là họ kích hoạt họ input thôi như mình đã nói ở cái bài đầu chúng ta nó có chúng ta có input có process chúng ta có output thì con người chỉ đóng vai trò là input request lệnh input dữ liệu nè hoặc là người ta tiếp nhận cái output về mặt thông tin, về mặt thông báo, về mặt cái đầu ra của cái việc xử lý thôi. Chứ còn hầu như chúng ta mô tả activity diagram, chúng ta sẽ nói về system. Mô tả thao tác giữa các cái thành phần trên system, ví dụ như là CPU, ví dụ như là server, ví dụ như là function feature gì đó. Chứ chúng ta sẽ không nói về cái con người tương tác như thế nào, con người làm gì, con người xử lý ra sao. Chúng ta sẽ không nói về những chuyện đó, chúng ta chỉ nói về system mà thôi. Ở đây chúng ta có một cái ví dụ tham khảo thì đầu tiên là các bạn thấy là đây là một cái activity diagram nói về cái hệ thống ATM, hệ thống rút tiền. Chúng ta sẽ có là các cái actor là account holder là người chủ tài khoản, ATM là cái máy automatic teller là machine và cái book server tức là cái máy hiệu đơn giản như là cái server ngân hàng đi. Thì khởi đầu là chỉ insert cái card vào, nhập cái mã pin, các bạn thấy là là sự input. Thì các bạn thấy là tại sao insert cạc là một hành động ngoài đời Mà tại sao lại bỏ ở đây Tại vì các bạn hiểu khi chúng ta input cái cạc vào Thì chúng ta sẽ request cái máy Mới ta bắt đầu kích hoạt cái máy là Ừ có người đang cần dùng sử dụng máy ATM nè Cái máy bắt đầu sẵn sàng đi chuẩn bị Sau khi insert cạc xong Người ta sẽ input vào cái mã pin Cái password Thì khi đó cái server nó sẽ verify Nó sẽ kiểm tra Nếu như nó invalid thì nó sẽ có những cái hoạt động là Thông báo lỗi rồi này kia các kiểu Còn nếu như mà nó ok thì chúng ta à, sẽ nhập cái số tiền vào enter withdraw amount thì nhập số tiền vào thì chúng ta sẽ thấy là cái hệ thống nó sẽ kiểm tra là coi có tiền trong tài khoản hay không nếu như có tiền thì nó bắt đầu cho khách hàng rút tiền còn nếu như nó hết tiền rồi nó không có đủ tiền vân vân thì nó sẽ chuyển sang một cái giai đoạn là lock như là lock out luôn thoát luôn đăng đăng xuất luôn reject cái cạc đó ra nó không có còn sử dụng không còn tiếp tục sử dụng nữa thì các bạn thấy những cái thông tác này nó là những cái thao tác yêu đi qua đi lại từ trên xuống dưới của mặt hệ thống. Hoàn toàn không có một cái gì đó mà con người ở đây cả. Những cái câu con người tác động nhiều insert càng cũng chỉ là input cái lệnh cho hệ thống này. Check fund cũng là một cái dạng input cái lệnh là khi mà các bạn lấy tiền ra thì các bạn sẽ thấy là cái máy nó cảm nhận cái cảm biến trên cái máy nó sẽ cảm nhận là ừ cái tiền nó đã xong rồi thì nó sẽ xử lý tiếp những cái lệnh khác đó là những cái mà chúng ta thấy là chúng khi mà chúng ta thực hiện những cái khâu liên quan tới mô tả activity diagram thì chúng ta luôn phải có cái góc nhìn liên quan tới hệ thống cái góc nhìn dính tới cái system dính tới cái app cái web cái server cái data center cái gì đó tùy tình huống thôi nhưng chúng ta phải nghĩ tới cái system chứ chúng ta không có nói gì về cái khái niệm và con người thao tác như thế nào ra sao Tóm lại qua cái video clip này chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta thực hiện về uh, activity diagram thì chúng ta sẽ uh, nói về những cái flow, những cái quy trình. Cái việc đầu tiên mà chúng ta sử dụng activity diagram đó là khi chúng ta kết hợp với use case uh, kết hợp với use case diagram thì chúng ta sẽ mô tả những cái activity trong use case nó liên kết như thế nào ra sao nó phối hợp như thế nào các cái tác nhân qua lại như ra sao đó là một cái activity Uh, liên quan tới use case cái thứ hai là trong trường hợp mà chúng ta mô tả liên quan tới khái niệm business process thì chúng ta sẽ có thể chuyển đổi từ business process chúng ta chuyển đổi lên system như thế nào trong thực tế làm việc á thì hầu như là những cái case mà dùng activity diagram hầu như là nó liên quan tới use case khi mà chúng ta thực hiện các cái khâu liên quan tới mà chúng ta hay gọi là use case approach á, tức là mô tả hệ thống căn cứ vào use case thì chúng ta sẽ sử dụng activity diagram rất là nhiều để mà mô tả trong các cái activity trong một cái use case nó được phối hợp như thế nào các cái actor nó qua lại ra sao rồi ngoài ra thì trong trường hợp mà chúng ta làm theo hướng mô tả Business Process v.v. Vâng thì chúng ta cũng có thể sử dụng use Activity Diagram này để mà chuyển đổi những cái process đó lên hệ thống. Hy vọng qua video clip này sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về Activity Diagram. Hai lúa cho các bạn.